Xin chào các bạn, hôm nay mình đi mua rơm về cho thỏ ăn các bạn ơi. Chỗ này người ta bán đồ chơi của động vật nè, rơm rạ rồi tất cả những bánh trái rồi cám cho động vật ăn, cho thỏ, cho mèo, cho chó ăn những cái thức ăn này đó các bạn thấy không? Nhìn con thỏ đang ở trong cái chuồng như thế này, nhìn rất là ấm áp, rồi có một nhúm rơm rạ bên nữa, rồi bình nước nữa các bạn. Rồi một hũ cám nữa. Vậy là mùa đông ấm áp rồi đó. Đó, con thỏ này á thì người ta đẻ về để người ta bán. Thứ nhất rồi, thứ hai thì để cho mình ngắm. Mình ngắm cho nó đẹp. Ta bán con này xong thì người ta sẽ đưa con khác ra. Đó. Thì con thỏ này chút xíu nữa mình quay cho các bạn xem là người ta bán bao nhiêu tiền nha. Chú thỏ đen núp kỹ quá. Đây. Đó. Thỏ này thì đã được 9 tháng tuổi rồi các bạn ha, bán 50 đô đó, núp nè, núp gì núp dữ gì ha, dậy đi đó, mình phải kêu á mới dậy đó các bạn, mình kêu nó dậy dễ thương chưa đó, mình kêu nó dỉnh lỗ tai lên nó nghe đó các bạn, nghe thử mình nói gì á. Có đem tôi về nhà không? Không hả? Không thôi. Không thôi, không ra đó các bạn, ở trong đó luôn. Các bạn nhìn thấy màu rơm chưa các bạn? Lúc nào cái màu rơm nhìn cũng giống như là nó xanh xanh, nhưng mà mình đụng vô nó rất là khô. Người ta sấy sao hay lắm các bạn. Đó, nhìn chú thỏ nè. Ở một mình thấy buồn quá ha. Về chuồng thỏ của nhà mình đông vui. Thỏ nhà mình nhảy nhót dữ lắm. Thỏ mà được ăn rau tươi của mình trồng đó các bạn thì rất là lanh đó, một cục rơm như thế này á thì gần 10 đô la đó các bạn, khoảng 240.000 ha, có chừng khoảng 5 ký mấy thôi à, nhưng mà mình ra ngoài mình mua rơm sỉ đó các bạn, nguyên một tán bự luôn thì có 26 đô thôi. Ông xã mình đang tìm xem có cái loại cám nào thích hợp để cho mấy con thỏ nhà mình ăn mùa đông không thì mua một bịch. Đó, cám này là cám của thỏ lớn, rồi cám này là của thỏ trẻ hơn chút xíu nè, bán đầy đủ ha. Gần tới New Year rồi, gần tới Noel rồi thì người ta bán cho mình những cái cây kiểng nhỏ nhỏ như thế này để mình trưng ở trong nhà đó các bạn, thì khoảng 11 đô một cây, rồi 6 đô một cây, thì từ hàng trăm mấy cho đến 200 mấy chục ngàn một cây. Cây này là cây rosemary, hửi rất là thơm á các bạn. Mình sẽ đi lòng vòng ở trong này, mình quay thử có cái gì hay. Kế tiếp thì mình đi lòng vòng ở trong chỗ này, mình sẽ quay thêm những cái gì cho các bạn xem ha. Wow, lỗ tai con bò này các bạn, người ta sấy khô người ta bán như vậy để cho chó hay mèo mua về chó mèo gặm đó các bạn. Ở Mỹ thì thường á, người Mỹ người ta không có ăn lỗ tai heo, người ta không có ăn những cái nội tạng của con heo, hay là cái phần đầu á, là người ta bỏ để người ta sấy khô cho động vật ăn thôi các bạn. Đó, một cái lỗ tai bò như thế này thì 1 đô 70 sen, khoảng 40.000 tiền Việt Nam ha. Đó, mua cho con chó con mèo gặm cái lỗ tai cái hết 40.000 ha. Mình quay rõ cái lỗ tai bò cho các bạn xem nè. Đó đó, người ta làm cũng sạch sẽ, khô ráo. Ở bên này là lỗ tai heo, người ta cũng cắt ra rồi sấy khô bán cho động vật ăn thôi chứ không bán cho người. Đó, để mình ngửi sơ cái lỗ tai á, thì người ta sấy rất là kỹ các bạn. Cái mùi hôi của tai heo nó cũng không có còn nữa. Cũng không có nghe mùi gì đặc biệt lắm, thấy bình thường. Thì lỗ tai heo á lại mắc hơn lỗ tai của con bò. Lỗ tai heo tới 2 đô la, lỗ tai bò chỉ có 1 đô la 70 sen thôi. Đó, bên này nè. Lỗ tai bò nó dày hơn mà cũng không có hôi gì luôn các bạn. Ta sấy thì sao mà mình mới cầm vô mình tưởng đâu là lỗ tai giả chứ không phải là thiệt nữa. Nhưng mà đây là lỗ tai thiệt 100%, người ta sấy khô. Nhìn muốn ăn lỗ tai quá chừng, bữa nào mua lỗ tai tươi về luộc lên rồi cắt làm gỏi ăn ha. Hả?
chỉ ở chợ Việt Nam bán thôi các bạn, chứ chợ Mỹ thì không bao giờ người ta bán. Wow, cái lỗ mũi heo. Đứa gái mình chỉ, má ơi đây có bán lỗ mũi heo, lỗ mũi bò. Đó, người ta cắt ra người ta bán như vậy, nhìn thấy cũng ghê ghê ha. Ở trong nè, thấy tội nghiệp không? Không, nó còn y chang cái lỗ mũi vậy, chắc nó còn tươi, nó bự lắm, sấy còn chút xíu vậy, nguyên cả xô luôn các bạn ha, nhìn thấy ớn ớn à. Wow, tội nghiệp quá à. Rồi bên này xương nè các bạn, xương người ta, wow, cái mũi này mũi của con bò này, nó bự hơn nữa, quá chừng. Ở Mỹ nhiều chợ nó bán những cái đồ mà lạ lạ mà mình chưa biết tới đó các bạn. Bữa nào sẽ đi lùng đó, móng móng heo, móng bò gì đây, móng bò 1 đô 35 sen một cái, mua về cho con chó gặm á các bạn. Móng thì ở bên Việt Nam mình bỏ ha, đâu có lấy đâu. Ở bên Mỹ người ta lấy, người ta xay khô bán. Đó, xương tủy gì đây, ta bỏ cái tủy vô hay thức ăn gì á, 8 đô la một cục xương ha. Nhìn cục xương cũng đẹp chứ bộ ha. Đó, chân cả dãy, lỗ tai bò, xương, móng bò. Rồi đây là gân. Bên này là cái bím tóc. Một cái loại bím tóc của chắc của bò. Ở trên này bán đủ thứ hết á. Đó, có cái sừng của sừng này là sừng của con cừu này các bạn ha. Đó, cái sừng của con cừu này các bạn, 12 đô la một cái. Sừng này là sừng lớn đó, người ta nói sừng lớn rồi đó. Không biết mua gì làm gì nữa các bạn ơi. Mình nghĩ không cho chó ăn, không cho mèo gặm thì người ta mua về người ta chưng à. Chắc ở trong này bán thức ăn cho động vật rồi, chắc mua về cho động vật gặm á. Còn đây cái sừng của con gì á, con gì ngộ lắm, mình đánh trên online thì nó lên gọi là con mỗi gạt, là con gì chả có biết luôn. Đó, các bạn xem đi, các bạn đánh trên online các bạn xem thử con này ở bên Việt Nam có không ha. Đó, mình lấy hai cái sừng á, mình ướm lên thử nè. Wow. Hôm nay khang cả tiếng luôn các bạn, nói không nổi luôn á. Đi chơi đi lòng vòng dẫn mấy đứa nhỏ vô đây mà mấy đứa nhỏ thích lắm á, thích động vật, thích thấy mấy cái lạ nè ha. Sừng con gì cứng cáp luôn các bạn, cái sừng này bán 26 đô la một cái đó, mới mua một cục rơm bỏ lên đây rồi nè các bạn. Đó, nguyên cục rơm ha. Cái này ăn được không, cái này thỏ ăn được không? Đó, rơm này mình mua cho thỏ ăn một cục như vậy thì khoảng wow, nguyên cái nhà rơm nè ha, cái rơm rơm này nè các bạn, không rơm người ta dự trữ bán cho mùa đông cho động vật ăn nè, như một bức tường vậy á, người ta xếp gọn không, quá chừng là gọn nghe. Đó, một cục rơm vậy nhiêu phao, bao nhiêu phao người ta bán 26 đô. Rơm này họ nhỏ anh. Cái loại rơm này rơm gì mà nó thơm lắm các bạn, nó thơm ha. Cái này cái gì á? Oh, cây đậu phộng các bạn ơi, người ta bán đậu cây đậu phộng khô này, một thao bán một thao nhiêu, bán như vậy về cho ngựa cho thỏ ăn rất là thơm, người ta sấy xong mà nó thơm thiệt, thơm ha. Đó, mớ rơm luôn nghe. Nuôi động vật mùa đông cực lắm, mùa đông phải lo đi mua cỏ khô để cho động vật ăn. Cây đậu phộng nè, nó sấy thơm quá hả,
Cái cá thỏ ăn được mà. Ai biết? Là cá thỏ cái chứ này được. ăn mới được này, còn cái kia ăn gì? Nghe khổ quá à. Cái đó đâu ăn được. Đâu, đâu, đâu cần phải bỏ đâu hả? Muốn đổi không? Cái này thì thỏ ăn thích hơn nè. Cái kia giống Đắp như là cái kia giống như là rơm thôi. Nhưng mà cái này nó đâu có đóng cục đâu. hả? Cái này nó đâu có bó lại cục đâu, cầm về cực lắm. Cái này Cái ngon này nè, cái này ngon nè. em thấy còn những bổ hơn cái kia thô. Mà mớ nhà rơm nữa nè. Rơm rơm trắng này ha. Nè. Rơm này thơm quá chừng luôn á. Thơm lắm. Đủ loại hết. Mua nguyên tảng vậy nó về. Cho bò cho cửa. Thôi đi. Nó nói cho ăn được mà cái So này thấy ngon nè. this one mostly for young rabbit. This is good for young rabbits because it gives them a good nutrients so when they're young, but then you put them on the Timothy diet. Xung quanh ở đây nè các bạn, nhìn cái chỗ này, cái chỗ bán gì á ha. Nhìn cũng đẹp, bán bia, bán rượu gì đó, thấy đẹp quá chừng. Chị hôm nay đi dạo. Xung quanh đường phố này các bạn, ta bán đủ thức ăn hết trơn đó, bán tiệm ăn của Nhật Taiyaki nè, rồi đủ loại tiệm ha, phục vụ cà phê rồi cắt tóc sushi này. Sushi Hana biết có ngon không, ít bữa ghé ăn thử ha. Chỗ kia cà phê Starbucks à. Xin chào các bạn. Mua rơm xong rồi bây giờ đi về thôi. Sẵn quay đường phố buổi chiều tối, gần tối cho các bạn xem như thế nào nha. Bây giờ đó, xung quanh nè. Rừng rừng rừng. Rồi, ông xã đi mất cái chỗ rừng rồi. Đi tới chỗ này. Chỗ này không phải rừng. Chỗ này là thành thị rồi. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Về tới nhà rồi các bạn ơi. Cái cục rơm này nó nặng lắm, không biết khiêng nó nổi không nữa. Wow. Người ta bó lại chắc nụi à. Chắc lắm. Để cân thử bao nhiêu nha. Đó, đem cái cân này nè các bạn. Cân này mua từ Việt Nam qua đó. Sao? Để cân cái cục rơm này nhiều ha. Gãy kim rồi. Gãy kim rồi. Cục rơm này gãy kim luôn rồi. Kì vậy? Cục rơm này là 50. Sao gãy kim được? Năm đâu gãy đâu. Cục rơm này khoảng hơn 58 kg các bạn ha. 58 kg là nhiều, là 100 mấy pound đó mà có 26 đô thôi, rẻ. Còn cái chỗ kia người ta bán 30 pound, 40 đô các bạn. Mua về lợi hơn ha, cho thỏ ăn tha hồ luôn. Rồi sao giờ, sao anh khiêng vô bỏ lên xe kéo kéo. Đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.